không để lòng yêu nước bị lợi dụng. Bài 1, nhân danh đám đông để chống phá chế độ. Thực tế đã chứng minh, tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, nhất trí của cả dân tộc, cộng đồng luôn là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu. Nhận thức rõ điều này nên nhiều năm qua các tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí ở trong nước và ngoài nước đã thường xuyên thực hiện nhiều âm mưu thâm độc nhằm mưu đồ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có thủ đoạn tạo dựng các hội, nhóm để chống phá chế độ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, tâm lý bất mãn của một số cá nhân, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí luôn tìm mọi thủ đoạn hòng lôi kéo, dụ dỗ người dân, hình thành một số hội, nhóm dưới mục đích nghe qua có vẻ trong sáng dễ cảm thông, nhưng về bản chất là để thực hiện hành vi chống phá. Nếu không tỉnh táo nhận diện người dân rất có thể sẽ vô tình trở thành người tiếp tay cho tội phạm, và đến khi phát hiện ra thì mọi việc đã muộn. Như sự việc xảy ra ngày 27 tháng 8 năm 2021 tại xóm trọ nghèo trên đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân kể lại, một thanh niên lạ mặt ngoài 30 tuổi xuất hiện tại xóm trọ, lân la, dò hỏi nhóm thợ hồ sau khi bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì cuộc sống ở đây thế nào, gặp khó khăn, bất cập ra sao? Đáng chú ý, trong khi tiếp xúc, người này thường đưa ra thông tin có tính chất kích động, xúi giục mọi người cần lên phường đấu tranh đòi quyền lợi cá nhân để khỏi bị thiệt thòi, đồng thời cho biết sau khi kéo lên phường khiếu nại, gây sức ép với chính quyền, nhiều người dân ở nơi khác đã nhận được trợ cấp ngay lập tức. Một số lao động cả tin, đã vội nghe theo lời của kẻ lạ mặt, rủ nhau đi. Tuy nhiên ngay hôm sau, trên mạng xã hội lập tức xuất hiện clip có nội dung người dân đấu tranh đòi quyền sống giữa đại dịch. Bỗng dưng thấy mình xuất hiện trong clip, ông Nguyễn Hữu Lợi cũng như một số người dân đang sinh sống tại phường Phú Hữu hết sức bất ngờ, bức xúc. Họ càng phẫn nộ hơn trước thông tin bịa đặt được người thanh niên lạ mặt mô tả trong clip là hàng nghìn người tham gia biểu tình, tuần hành phản đối chính quyền, kéo lên phường cướp kho gạo vì bị bỏ đói hơn tuần nay, vì thực tế không ai trong số những người dân ở đây đói ăn hay đi biểu tình, tuần hành hay cướp kho gạo cả. Mặc dù nội dung phản ánh không đúng sự thật, nhưng clip này đã được nhanh chóng chia sẻ rộng rãi trên một số trang mạng của các tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, chống đối chính trị, thiếu thiện chí. Tát nước theo mưa, ngày 29 tháng 8 trên trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân, có bài viết hùa theo, với nội dung xuyên tạc, dân đã bắt đầu biết xuống đường đấu tranh bất bạo động, còn run xéo lắm cũng quằn. Dân không phải là run nên không thể cách ly kiểu giam lỏng người dân cả tháng trời, mà không cung cấp cho họ đủ sức cầm cự là coi như tiêu. Ngày 30 tháng 8, Đài Châu Á Tự Do, GFA đăng tải lại đoạn clip trên, không nêu nguồn gốc, xuất xứ, nhưng vẫn tùy tiện kết luận, thành phố Hồ Chí Minh, kéo hàng trăm người biểu tình, hơn 100 hộ dân được hỗ trợ ngay sau đó. Dưới mấy bài viết này, các phần tử cực đoan, cơ hội chính trị thi nhau nhảy vào bình luận với nội dung có tính chất công kích, bôi nhọ cho rằng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam bỏ mặc người dân gặp khó khăn, chính quyền ăn chặn tiền của dân, từ đó hô hào người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn với lý lẽ có tính kích động, có đòi mới trả. Ai chưa nhận được hỗ trợ hãy làm như họ, xuống đường ngay và luôn. Cũng với thủ đoạn, cách thức này, trong suốt thời gian cả nước, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam phải gồng mình chống dịch COVID-19, các tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí ở cả trong và ngoài nước thường xuyên đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch, về số người tử vong, tuyên truyền công an quân đội vào trấn áp dân, xuyên tạc chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với người gặp khó khăn, xuyên tạc phát ngôn của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện chính quyền địa phương, ban, ngành, các đối tượng này cố tình khoét sâu vào các hạn chế, khó khăn, bất cập về điều kiện ăn ở, đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân, thậm chí dựng ra những câu chuyện cá nhân đầy thương tâm nhưng không hề có thật, nhất là về người nghèo, lao động thất nghiệp để dựng lên bức tranh bi thảm về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Không chỉ gây tâm lý hoang mang, lo lắng, ngờ vực, chia rẽ vùng miền, khiến nhân dân mất lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ, mà qua cách làm này họ còn kết nối, tập hợp những người dân nhẹ dạ, thiếu thông tin, mua chuộc, dụ dỗ một số phần tử bất mãn, quá khích vào các hội, nhóm có tư tưởng chống đối, hận thù, từ đó thực hiện các kế hoạch và hoạt động theo sự giật dây của họ. Thay vì động viên người dân yên tâm ở tại khu cách ly theo. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.